Thưa quý vị, các khu chung cư là nơi sinh sống tập trung của nhiều hộ gia đình. Nếu một trong số các khu chung cư này có người bị nhiễm COVID-19, thì việc kiểm soát dịch bệnh sẽ rất khó khăn. Trên thực tế, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều ca nhiễm tập trung tại một chung cư. Do đó, việc kiểm tra, tuyên truyền, giám sát dịch bệnh tại các khu chung cư cần được thắt chặt hơn nữa. Chung cư E2, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có 112 căn hộ. Ở thực tế có gần 90 hộ, trong đó tầng 2 khu A phát sinh ca nhiễm từ ngày 28 tháng 8. Đến nay đã ghi nhận hàng chục ca dương tính. Các trường hợp F1 liên quan đều đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Đây là chung cư phát hiện nhiều ca nhiễm nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay. Hiện Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ đã tiến hành bắt camera, tăng cường lực lượng giám sát, đồng thời siết chặt kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chung cư khác trên địa bàn. Trước hết là bắt camera hết để giám sát, theo dõi và phân công lực lượng mà dân quân thường trực cũng như công an là có cái camera bắt lên, nếu mà ai mà không thực hiện theo các phương án phòng chống dịch của quận đã tuyên truyền thì được xử lý. Hiện nay trên 20 quận là có 25 cái chung cư là hay khu vực, là thì hiện nay đang đề xuất cho thành phố lại lắp đặt tất cả các camera hết ở các phòng để mà các đường đi này kia là mình có giám sát được, hạn chế vấn đề quan hệ giao tiếp với nhau, nhà nào ở nhà nấy không được qua lại tiếp xúc với nhau để giảm bớt cái độ lây nhiễm bệnh. Trong buổi kiểm tra thực tế mới đây tại khu chung cư này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu chung cư là rất lớn. Chỉ cần một ca mới xuất hiện sẽ có nguy cơ lây cho cả tầng chung cư. Do đó, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các chung cư trên địa bàn thành phố cần phải được tăng cường trong thời gian đến. Coi như là cả cái tòa nhà này là thành khu cách ly, để mình có cái ứng xử, vì đằng nào bây giờ mình cũng phải lo cung ứng lương thực thực phẩm cho họ, rồi các cái điều kiện khác, và công chí xét nghiệm theo của cái cách của một cái khu cách ly. Nhưng mà riêng về giám sát thì các cái phòng, các tầng là bây giờ công chí đi trăng dây để cho người dân, người ta thấy ý thức là người ta không ra khỏi nhà được. Bên cạnh những giải pháp, nỗ lực của các cấp chính quyền, của ban quản lý và các lực lượng chức năng, sự chung tay của mỗi cá nhân và cộng đồng vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Cư dân sống tại các khu chung cư cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát cộng đồng, không chủ quan, lơ là, nhằm góp phần bảo vệ bản thân, gia đình, cũng như góp phần cùng thành phố nhanh chóng kiểm soát, sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.